Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Đao kiếm phong thủy xin chào tất cả nhé. Để anh em cần nhập hàng thì xin liên hệ với Zalo số điện thoại mình đây. Thì bên mình chủ yếu là xỉ và lẻ các mặt hàng đao kiếm mã tấu, rùi cui điện, kiếm nhật, các dòng đao cao cấp cho anh em nhé. Đấy. Thì những cái sản phẩm này thì anh em mua xỉ sẽ tùy theo số lượng nhé. Anh em mua 10 cây giá khác, 5 cây giá khác mà 100 cây giá khác thì giá nó theo dao động theo số lượng anh em nhập. Đấy, ví dụ anh em nhập 10 cây mình bán 250. Anh em nhập 50 cây mình bán 200. Nhưng anh em nhập 100 cây các loại như này thì shop mình sẽ bán cho anh em khoảng 180. Ví dụ như là cá mập, tất cả những cái sản phẩm dòng phổ thông như này là đao phổ thông ấy. Thì anh em tùy từng anh em trong 100 cây ấy, thì tùy theo anh em thích cây nào anh em cảm thấy bán chạy thì anh em cứ nhặt cây này 5 cây, cây này 10 cây tùy anh em. Đó, ok chưa? Đấy. Mình đã quay qua cho anh em một chút. Đấy. Đấy, số điện thoại thì mình đã để ở đây cho anh em. Đấy, những cây này anh em mà quen và biết ship ấy, thì ship nó rất đơn giản. Và bán một cây này thì cũng một ngày cũng kiếm được 200-300, trừ tiền ship tiền siếc thì cũng được. Đấy, tất nhiên là đấy là anh em người ta mua lẻ hàng đến thanh toán. Đấy. Nhiều anh em mà bây giờ Covid Covid không biết làm gì ấy, thì cứ thử xem nhỡ đâu cuộc đời lại thay đổi sang. Với thực sự với anh em ngày xưa ấy, mình cũng bán rất là nhỏ thôi, cũng không được to như thế này đâu. Đấy. Nhưng mà dần dần mình cứ bán dần nhập dần. Đấy. Thì thực ra bạn bán những cái này nó khó nhất đấy là cái chỗ đường vận chuyển, đường anh em gửi, đường ship ấy. Đấy. Còn lại anh em lo được thì nó rất là ok nhé. Đấy. Những cái dòng phổ thông thì bên mình bán cũng giá tương đối thôi, ví dụ anh em nhập khoảng 20-30 cây thì về anh em bán như mình là 650.000 là cũng kiếm được rồi, đúng không anh em? Đấy, trừ tiền cước đi cũng được, ngày cũng được 150-200. Đấy, ngày 10 đơn là ai cho mình đâu, đúng không? Tức là ngày 10 đơn nó phải những shop lớn cơ, còn những em mới vào thì có thể là tuần 2-3 đơn lãng. Đấy, còn như mình thì đến như shop của mình đây bán lẻ cũng chỉ ngày chỉ 3-5 đơn thôi. Vì cái kênh của mình thì cũng không được nhiều người theo dõi, có hơn 2.000 mấy người theo dõi à. Đó. Đấy. Còn những cái shop anh em nó lớn hơn thì anh em nó có thể là may mắn hơn, một số video của nhiều anh em nó được lên đề xuất nó cũng nhanh, được nhiều anh em mua và ủng hộ lắm. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, bên mình chuyên xỉ là chính, lẻ thì nói thật với anh em bán gọi là bán cho anh em vui thôi. Đấy. Còn những cái mẫu nhật thì đây. Đấy, những mẫu nhật này thì nói thật bây hiện giờ là mình gần như là hết mẫu, không còn đủ mẫu, không còn đủ bộ. Đấy, thì đợt tới nó sẽ về thêm. Đấy. Đấy, còn ví dụ một số dòng cao cấp bên mình. Đấy, dòng nó tương đối là nó đắt tiền. Đấy. Thì anh em những cái loại này thì anh em thì những anh em phải bán lâu năm cơ. Thì mới nhập thì mới nó mới trường vốn, nó có mới có vốn mới nhập được những cái này, cái giá trị nó lớn. Mà anh em không uy tín thì cũng rất khó ra. Đấy, cho nên anh em cứ mới vào thì cứ làm nhỏ nhỏ những cái loại như này này. Đấy, thì nó dễ ra, nó chỉ có vài trăm nghìn thôi mà nó lại dễ ship. Đấy. Ví dụ nó có thất thoát hay thất lạc cái đơn thì nó cũng không tốn quá nhiều tiền ship với tiền vốn của anh em, đúng không? Đấy, ví dụ những anh em mình thì mình chỉ thì mình bán toàn quốc được, anh em ở chỗ nào thì mình cũng ship được hết cho anh em cả. Đấy, cho anh em không phải lo, từ các mẫu đẹp đến cỡ nào mình cũng làm được, những cái mẫu trung bình, những cái mẫu rẻ, những cái mẫu nhỏ như này, đến những cái đèn mình cũng đều buôn hết. Các loại đèn, các loại về xịt, ok cho anh em. Các loại về những cái dòng rau găm, rau nhỏ bỏ túi cũng có hết. Những cái dòng đẹp thì bên mình đây nó cũng đa dạng cả. Đấy. Thì clip ngày hôm nay mình nói một
qua vì nhiều anh em cũng hỏi mình ấy, là ở anh buôn bán như nào như kia như kia. Thì nói thật với anh em thì chẳng có cái gì nó là dễ cả. Đấy, cái việc ấy mà nó mà dễ ấy, thì người ta đã làm hết rồi, đúng không anh em? Còn việc khó thì mới đến lưng mình thôi. Những cái việc mà không ai làm mà mình làm được thì mình kiếm được, đúng không? Còn mình làm được mà người ta cũng làm được thì kiếm sao được, đúng không anh em? Nói thật với anh em, nếu anh em chăm chỉ đăng bài Facebook, YouTube như kênh của mình đây, sau khoảng một năm, hơn một năm thì nó sẽ đạt được một số người xem nhất định. Đấy, thì bét nhất thì một ngày anh em cũng kiếm như mình đấy, được kênh của mình ấy nhá. Đấy, cái kênh này của mình đó, đang hướng phong thủy à. Thì nói thật với anh em, một ngày ấy, mình kiếm bét nhất thì cũng phải được 500 đến 1 triệu. Đấy là tiền lời, tiền bỏ túi. Đấy, chứ còn tiền vốn thì nó thực ra những cái này ấy, nó không đáng bao nhiêu cả. Đấy, nó chỉ có 200 nghìn một cây thôi. Đấy là giá anh em nhập. Đấy, như anh em bán như mình như là bán 650 nghìn cây. Nhưng nhiều anh em lại nghĩ là mình được ăn cả là 450 nghìn, đúng không? Mình không ăn được 450 nghìn đâu. Là tiền đóng gói này. Đóng một cái hộp này là 10 nghìn rồi này. Đấy, cho người đóng hàng này, cho người gửi hàng này, và cái tiền cước á, cái tiền cước của nó nữa thì tùy, nó sẽ dao động từ khoảng 150 một đơn hàng đi đấy. Nhưng mà cái đơn hàng đó thì anh em phải hiểu là đến mà anh em nhận thì không sao, có nhiều anh em không nhận thì đương nhiên là mình mất trắng cái số tiền cước đấy rồi, đúng không anh em? Còn chưa kể là mất hàng nữa, với lại bán cái này thì một đơn không được 150 200 chắc chắn là không ai người ta làm cả. Cái này mà lãi mà 50 với 100 thì chắc là không ai người ta làm đâu. Đấy. Còn đến anh em đi, anh em nhập về thì anh em cũng sẽ tự hiểu thôi, tự tính ra cái chi phí thôi. Đấy, đúng không anh em? Gần như là bây giờ cái những cái sản phẩm như này nó có là bão hòa rồi anh em ạ. Nó bão hòa rồi, giá người nhập cũng 650 nghìn. Người nhập lại của mình họ cũng bán vậy và mình cũng bán vậy. Nó là cái giá chung rồi nha anh em nhé. Đấy, cho anh em không phải lo nghĩ cái gì cả. Đấy, đó là giá chung rồi. Đấy, không thể xuống như ngày xưa mình mới vào những cái cây như này bán toàn 900 nghìn mấy 1 triệu một cây thôi. Nhưng mà giờ thì nó rẻ, nó bão hòa rồi, nó không xuống được nữa, mà nó cũng chẳng ai bán đắt hơn được nữa, nó cứ tằng tằng vậy thôi. Thực ra là anh em mua hàng thì chọn chỗ nào nó uy tín, nó có hàng mà nhập đó. Còn có như một số shop nó không có hàng, nó làm cộng tác viên chẳng hạn. Đấy, nhiều khi là nó cũng 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 cũng, cũng, cũng dở. Những con người như chúng tôi là đi nhập hàng thực tế về, kho hàng nó có như nào chúng tôi quay hết ở đây cho anh em nhé. Đấy, biển tên có đàng hoàng, số điện thoại Zalo đàng hoàng. Đấy, anh em cần mua cần bán cái gì cũng thế, đúng không? Đấy, cứ theo dõi kênh, theo dõi video của shop thì tự khắc anh em sẽ hiểu thôi, đúng không? Đấy. Đấy, đấy là một số đôi lời cho anh em chia sẻ về cái chuyện nghề cho anh em mới bước vào nghề nhé. Muốn cần tìm hiểu về những cái sản phẩm như này để mình buôn bán. Đấy. Thì anh em mà cứ kết bạn Zalo với mình, anh em cứ nhắn tin qua đấy. Anh em cần tư vấn về hình thức bán hàng, hình thức đăng bài hay là trên YouTube thì anh em có thể tham khảo, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đấy, anh em thắc mắc ở đâu thì cứ gọi điện thẳng cho mình sẽ trả lời giúp anh em. Anh em chẳng lẽ còn những cái lập ra kênh YouTube hay lập ra cái gì đấy đăng bài ấy, thì những cái đấy thì anh em có thể học trên YouTube nhá. Anh em học trên YouTube, học video làm sao đăng bài được, làm sao tạo ra link kia ra YouTube được, thì anh em cố gắng học hỏi cái này cũng chỉ 5-7 ngày là anh em thành thạo thôi mà. Hay còn lại những cái chuyện là gửi hàng như nào, phải đóng gói như nào hay như kia thì anh em nhập hàng thì mình sẽ chia sẻ kỹ càng cho anh em, để anh em tạo cho anh em một cái nguồn thu nhập nhất định. Đấy, ok chưa anh em? Rất nhiều người đã làm cái này đã thành công. Đấy, đơn giản là mình không nói mình là người thành công, nhưng mà mình nói thật với anh em, với cái kho hàng như này thì tất nhiên là anh em nhìn là anh em biết là cũng là những người bán lớn, bán tương đối rồi, khá là thành công trong cái công việc bán hàng online. Thực ra là anh em chọn một cái sản phẩm
nó nhà nào cũng bán, người nào cũng bán. Thì nói thật với anh em là thứ nhất là lợi nhuận nó xuống thấp, thứ hai nó cạnh tranh nhiều, thứ ba là nữa là nó bán nó không có lợi nhuận cao. Đấy, có những cái sản phẩm như mình đã anh em đang thấy mình đang bán này, thứ nhất là ít người bán và thứ hai là ít đối thủ cạnh tranh. Đấy, tất nhiên là nó không phải như những hàng hóa thông thường. Đấy, đúng không anh em? Cho nên là ship thì nó đi nó hơi khó, nhưng mà anh em cố gắng tìm tòi, cố gắng mày mò, ship được, đi được. Đấy, đăng bài được, có nhiều khách mua được thì rồi cũng sẽ thành công thôi mà anh em. Cái gì cũng thế, mình cố gắng, mình học hỏi. Đấy, mình tìm hiểu thì nó sẽ nhàn cho mình thôi. Như gần như như nói thật với anh em nhé, gần như mình thế. Có vào phải làm nhiều, ngày đăng vài cái video vậy thôi. Ngày không video nào. Đấy. Rồi dần 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 cái kênh nó cũng sẽ lên. Thì cũng sẽ nhiều anh em mua hơn. Đấy, đúng không? Nhiều người họ biết đến mình hơn. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, thì tất cả xỉ hay lẻ thì anh em cứ liên hệ Zalo và số điện thoại này của mình. Đó, thì bên mình sẽ tư vấn cho anh em đàng hoàng nhé. Ok, xin chào và cảm ơn anh em đã xem và theo dõi YouTube của mình. Đấy, anh em thấy hay, ok, bổ ích thì hãy like và nhớ đăng ký kênh cho mình nhé.